Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình gặp phá thử cái đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Let's go. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ôm đun đăng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ ba, Medion. Đây cũng là một trong những 8 thử game chạy rất là hay và hot nhất trong những năm vừa qua. Ok, let's go. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Solid Dance. Let's go. Ok. Lên. Oh my god, không hiểu sao lại chết quả rồi, tài thật. Ok, let's go. Oh man, oh my god. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Solid Bomb 2. Quả này đang nhấp mình nhảy. Đây là mình không nhảy, cho nên là mình đã chết rồi. Ok, let's go. Thank you.
Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Super Win. Let's go. Rồi, và các bạn đợi một chút nha, là sẽ vào trong game thôi. Let's go. Chàng máy bay robot và đi giao hàng cho mọi người một con đường khá là xa. Let's go. Còn 1000 km nữa. Wow.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Spun down. Yes! Head for my time machine, porous brain! I'm ready to run for a long, long time! Starting to feel like this running is endless. Picking up stuff rules. Ở đây các bạn có thể chơi những trò cùng với trò này, nhưng mà thôi mình sẽ chết trò này đi. Well, this stinks. Để tiếp tục chạy. Let's go. Ahoy! I'll be back later, Krusty Krab. We're doing this for you. Oh my gosh, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Miraculous. Play, ok. Cái này nếu mà các bạn mà đi không cẩn thận là sẽ chết ngay, bởi vì điều khiển cái này nó rất là chậm và độ nhìn của nó hơi khó nhìn hơn một chút. Đấy là một tựa trong những tựa game run rất là khó.
Oh my gosh, may mà không sao. Oh my gosh. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.